đêm thành phố thật đẹp, thật nhộn nhịp với những dòng xe xuôi chảy trên đường không ngớt. Những chùm đèn màu cứ nhấp nháy liên tục, làm người ta nhìn cứ tưởng những ánh sao xa rơi xuống trần gian. Khung cảnh vui tươi đó, có ba chàng thanh niên cùng hòa mình với mọi người trong thành phố, tận hưởng một buổi tối tuyệt vời của mình. Lặng trên đường xe lả lướt, Nguyên quay sang người bạn bên cạnh. Mình đi đâu bây giờ nữa nhỉ? Thịnh nhìn một vòng quanh thành phố rồi mỉm cười đi đâu thì các cậu có quyết định đi chứ tớ thì lạc hậu mất rồi có biết chỗ nào đâu mà nói đang ngồi ở băng sau hướng chồm lên nói chân vào tớ sao băng đi nguyên thịnh thắc mắc sao băng là ở đâu thì vũ trường cậu đi không nguyên đáp gọn thịnh cười thật tươi thì đi coi vũ trường ở đây lúc này thế nào à, cậu nhớ so sánh coi khác bên trời tây của cậu không nhé thịnh cười to trời tây đó là thiên hạ chứ nào phải của tớ mà này bộ cậu tưởng bên đó Tớ có nhiều thì giờ rảnh lắm hay sao mà biết nhiều về vũ trường bên đó? Thịnh nói dứt câu, hai người bạn chưa kịp nói thì Nguyên dừng xe trước một tòa nhà khá lớn. Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ của một góc đường, hướng nói lớn. Tới rồi, xuống xe thôi. Nguyên tắt máy xe, đợi cho hai người xuống xe. Anh khóa cẩn thận rồi so vai nói với hướng. Cậu là thổ công ở mấy chỗ này, mau đi trước dẫn đường đi. Trông tới hướng, người gác cửa vui vẻ chào. Ô, cậu hướng, lâu quá không thấy cậu đến đây chơi hướng cười cười. Hết tiền thì làm sao mà đến được? Bà chủ của anh có cho tôi nợ đâu mà. Người bảo vệ cũng cười. Cậu nói thế chứ bà chủ có tính toán với cậu bao giờ? Thôi, mời các cậu vào, mau không có lẽ hết bàn tốt. Hướng dẫn hai bạn vào trong, căn phòng thật rộng nhưng tối mù, khiến cho Nguyên và Thịnh hơi lúng túng. Nhưng giờ cả hai cũng mau chóng làm quen với bóng tối. Yên vị nơi chiếc bàn gần sân khấu, hướng nói to với hai bạn tốt rồi cũng may mà còn được cái bàn này mà ngồi chưa đi muộn một chút nữa thì chỉ còn mấy cái bàn tít đằng kia chán lắm thịnh hỏi bộ cậu quen hết những người trong cái vũ trường này à hướng cười làm gì có tôi chỉ quen với một người thôi như là người có đủ uy tín để làm cho những người khác phải nể mình nguyên cười cậu có biết nó quen với ai không hỏi nhưng không dợi bạn lên tiếng nguyên lại trả lời luôn nó quen với bà chủ mà không phải là chuyện quen biết thông thường đâu nhé thịnh cũng cười theo thế thì quen như thế nào cậu không thể ngờ được đâu bà chú vũ trường này mê nó như điếu đổ ấy. thế bà ta là người thế nào thịnh hỏi nguyên huyết lên một tiếng sáo ngắn thì là một phụ nữ ở bắc kỳ phải nói là một mệnh phụ tuyệt vời mới đúng bà diễm bà diễm chi quen với hầu hết những người tai to mặt lớn trong cái thành phố đông đúc này và tiếng nói của bà ta có giá trị ngang với lệnh của một ông bộ trưởng thế mà bà ta lại mê anh chẳng hướng nhà ta Thế thì cậu có thấy hắn là có cô cô, cô 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 uy tín ghê không? Hướng đập mạnh vào tay Nguyên. Cậu chỉ nói quá, nói vừa thôi. Nổ quá thằng Thịnh lại tưởng thật thì nguy. Nguyên cãi. Chứ không à, nếu như mà bà ấy không mê cậu thì tôi đã tìm cách tán tỉnh bái rồi. Thịnh bật cười. Nghe hai người nói tôi cũng thấy nôn nao muốn gặp người đẹp cho biết qua. Chốc nữa cậu giới thiệu người đẹp với tôi nhé. Hướng gật đầu. Ờ, chứ yên đó, chỉ ờ, thì dễ thôi. Nhưng mà cậu thì nhớ đừng có giờ trò tán tỉnh ra đấy nhé. Thịnh cười to hơn Ôi giời, té ra cậu vẫn chưa tự tin được chính mình à Yên trí đi, tớ đâu phải là thằng phản bạn đâu nào Tớ sẽ giữ đúng cương vị của mình Vấn đề không phải là tôi có tự tin hay không Mà vì cậu sang giá hơn tôi nhiều Cậu lại nổi tiếng là hào hoa phong nhã từ trước tới giờ Con gái cứ gọi là chết mê chết mệt vì cậu ngay cả bác sĩ như thằng Nguyên đây cũng phải không dám so sánh với cậu Thì xá gì một thằng đạo diễn quen như tôi Lơ mơ là tôi bại trận như chơi <laughs> Nguyên bật cười Này, hai người có muốn so sánh nhau như thế thì, thì thì, thì 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 so đi chỗ khác Nhưng nhớ là đừng có lôi tôi vào đấy nhé Hướng cũng cười theo thật lớn Ấy, ấy là tôi chỉ nói thế thôi Chứ còn cậu thì lành quá Sánh với mấy cô, mấy cậu ở đây thế nào được Tôi có dẫn cậu đi tới đâu cũng không sợ mất người yêu vì cậu nhưng mà đối diện với tên Thịnh thì lại khác Lúc nào cũng phải đề phòng nó hết Thịnh ra vẻ bất mãn Cậu cứ làm như tôi là cái thằng tồi tệ nhất thế giới vậy Bộ dạng tôi trông giống mấy tên đôi dần Chuyên quyến rũ phụ nữ lắm hay sao Hướng xua tay Ấy cậu đừng hiểu lầm như thế mà làm tình cảm bạn bè mất vui Tôi nào dám nói cậu như vậy Nhưng mà sự thật cậu cứ như một thỏi nam châm hút các bà cô về phía cậu vậy Ngay từ hồi đi học đã như vậy rồi cơ mà Cậu không nhớ ngày cậu lên máy bay đi du học à? Có bao nhiêu cô gái ra tiễn chân và khóc ngập cả một góc phi trường rồi hay sao? Nguyên lại bật cười. Tôi chỉ thấy buồn cười vì cô nào cũng cứ tưởng là cái thằng Thịnh này nó chỉ yêu có mỗi một mình mình. Không dè, à? ờ, đụng đến chuyện mới thấy trái tim nó bao la thật. Cô nào cũng thương hết. Thế là cuối cùng thay vì tiễn chân nó, các cô nàng quay qua lườm nguyết nhau, vùi đáo đẻ. Thịnh cười, ánh mắt anh mơ màng như nhớ về một thỏa vàng son của mình. À, ngày ấy mình còn có nít thật Cứ ngỡ là có nhiều em theo là oai Không ngờ ngày mình đi Bao nhiêu là phiền nhiễu xảy ra Đến nỗi bao nhiêu năm sau rồi Ở thế mà cứ mỗi lần viết thư sang là Bà cụ lại nhắc nhở mình phải lo học Chứ không được say mê các cô gái Nhất là các cô mắt xanh Các cụ có biết đâu là mình phải lo học chối chết luôn Vì với số vốn sinh ngữ của mình sang đó Cứ như là thằng câm điếc vậy Mãi cả năm sau vẫn cứ như thằng ngọng Khi nói chuyện với người bản xứ lại còn cái chuyện phải lăn lộn đi làm để kiếm sống nữa chứ Mỗi ngày đến nhà là mệt thở không nổi Chỉ còn sức lôi thức ăn ra hâm lại ăn Lăn cành ra ngủ như chết để lấy sức ngày mai cải tiếp Còn sức với lực đâu mà thời gian theo thán tỉnh các em Ê, Cậu thì cần gì mà phải theo thán tỉnh Các em mà trông thấy cậu thì cứ gọi là 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 ngả cả lô ấy chứ Thịnh lắc đầu Cậu đừng tưởng bở Mình là thằng sinh viên nghèo kiết xác Không có một xu dính túi thì đừng mong các em kết mô đình có làm được đồng nào thì còn phải dành dụng để phòng tháng sau không kiếm được việc làm chứ ở đó mà bay bướm thì có mà chết ngay lập tức câu chuyện của ba người đang rôm giả thì bỗng nhiên một âm thanh ồn ào dậy lên hình như cả vũ trường sôi sục lên vì một điều gì đó tiếng huýt sáo tiếng vỗ tay cứ như một làn sóng mạnh mẽ lan khắp nơi thịnh ngạc nhiên quay sang hỏi hướng chuyện gì mà bọn thanh niên làm như phát khùng lên thế kia hướng bật cười chẳng cứ gì bọn thanh niên ngay cả các ông già cũng như vậy đấy chứ cái này người ta gọi là hiện tượng thiên hương. Thịnh ngớ ra nhìn bạn, anh không hiểu Hướng muốn nói gì. Thế có nghĩa là thế nào? Không trả lời vào câu hỏi của bạn mà Hướng chỉ nói vắn tắt thì cậu cứ đợi một tí nữa sẽ biết ngay thôi mà. Thịnh không phải đợi lâu, câu nói của Hướng vừa dứt thì trên sân khấu, trong ánh sáng bàng bạc, một cô ca sĩ trông thật lộng lẫy bước ra. Ngay khi cô ca sĩ vừa xuất hiện thì những âm thanh có mặt trong phòng lại hét lên, xen lẫn tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay tạo nên một không khí cực kỳ sôi động thế nhưng chỉ cần cô ca sĩ cất tiếng hát thì ngay lập tức mọi âm thanh hỗn loạn kia tắt hẳn thịnh tò mò đưa mắt nhìn quanh anh nhận thấy những người có mặt đều ngồi im lặng nhưng hai mắt họ thì trầm chằm nhìn vào cô ca sĩ đang hát thái độ của họ lộ rõ vẻ ngưỡng mộ hướng khều tay thịnh anh nói nhỏ đó cậu đã thấy hiện tượng thiên hương là thế nào chứ thịnh gật gù ra vẻ đã hiểu anh hỏi lại bạn cái cô ca sĩ này là thế nào mà có lực mạnh thế nhỉ? Hướng ra vẻ rảnh rẽ. Cô ta tên là Thiên Hương, ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời ca nhạc hiện nay đấy. Lại thêm siêu người mẫu thời trang nữa. Thế đã đủ cho mọi người ngưỡng mộ chưa? Thịnh gật gù. Cô ấy hát thì cũng tạm được. Chứ còn so với các giọng ca trước đây khi tôi còn ở nhà thì cũng không gọi là hơn được. Còn nhan sắc tôi nghĩ cũng có đẹp đến nỗi mà phải ngưỡng mộ đến mức đó. Sao mọi người lại có vẻ sùng bá như vậy nhỉ? hướng lắc đầu ra vẻ chê bai. Cậu đúng là không thực tế một chút nào cả. Này nhé, thứ nhất là cô ấy hội tụ cả hai yếu tố, sắc đẹp và giọng ca. Tuy tác riêng từng mặt thì có vẻ thua kém người khác chút ít, nhưng gộp chung lại hai thứ thì chẳng có ai hơn được. Thế là đủ cho mọi người ngưỡng mộ rồi chứ còn gì nữa. Vì thế mà cô ta đi đến đâu thì những fan ái mộ cô ta cứ bám theo đến đó. Lại thêm một điều là cô ấy cực kỳ kiêu hãnh. Chưa từng có ai tán tỉnh được. Lúc nào cũng cười vui vẻ với mọi người nhưng mời đi chơi thì chưa ai có mời được điều đó lại làm cho cô ấy càng sang giá hơn thịnh cười khẩy <laughs> lại còn kiêu kỳ thế cả tôi không tin là cô ta không có ai mời được nguyên chen vào tại vì cô ta chưa gặp cậu đấy tôi thì tôi tin là chỉ cần cậu lên tiếng thì cô ấy sẽ bằng lòng ngay thôi mà vấn đề ở đây là làm sao cậu tiếp cận được với cô ta ấy chứ thịnh chỉ với hướng chẳng phải cậu là thổ công ở đây hay sao và cậu cũng có uy tín lớn nhất ở đây mà chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng không làm được à hướng ngần ngừ các chuyện khác thì không thành vấn đề nhưng chuyện này thì không biết tính sao nguyên đẩy vào vai bạn thôi mau vào tìm diễm chi đi chẳng lẽ cô ấy không giúp cậu được sao hướng miễn cưỡng đứng lên nhưng anh cẩn thận giao hẹn thôi được tôi cũng vì cậu mà liều một phen nhưng thành công hay không thì tôi không hứa trước đâu đấy nhé thịnh gật đầu được rồi chỉ cần cậu có thành ý tôi tin là cậu sẽ làm được mà nguyên đẩy hướng Thôi đi nhanh lên, cô ấy hát xong bài thứ hai rồi bây giờ. Hướng thoát đi thật nhanh trong ánh sáng mở nhạt của vũ trường. Điều đó chứng tỏ anh không lạ gì với khung cảnh ở đây. Còn lại hai người, Nguyên băn khoăn hỏi Thịnh. Cậu tính làm quen với cô ta thật à? Thịnh nhếch mép, nụ cười khinh bạc nở trên môi anh. Chưa thể nói trước được, phải để xem thái độ cô ta đã. Nguyên không hỏi gì thêm, anh nhìn lên sân khấu. Một ca sĩ khác đã bước lên sau lời giới thiệu, không khí chậm hẳn xuống một người đã dìu nhau ra phía trong mở điệu lô nước nở. Nhìn sang thịnh, Nguyên thấy anh đang trầm ngâm nhìn lên sân khấu. Nhưng anh nghĩ bạn đang có một thái độ bồn chồn khi thấy tay thịnh cứ gõ đều đạn lên mặt bàn. Tự dưng trong lòng Nguyên có một loại cảm giác bất an. Anh không hiểu tại sao mình lại như thế. Thật sự không hiểu được. Thịnh không phải đợi lâu vì cô ca sĩ hát ngay sau thiên hương chưa hát xong phần việc của mình thì hướng đã trở ra. Cùng đi với anh là hai người phụ nữ mà trong đó anh nhận ra ngay cô ca sĩ Thiên Hương. Nguyên đập nhẹ tay vào thị Công nhận tầng Hướng giỏi thật. Thế mà nó cũng mời được cô ta ra đây. Thịnh khinh khỉnh. Thế thì cô ta cũng thuộc lợi soàng chứ có gì là lạ đâu. Vậy các cậu cứ coi cô ta như một thứ thần tượng. Điều đó càng làm cho cô ta lên mặt chứ có, có, có tác dụng gì. Nguyên xịt tay nói nhỏ. Thôi cậu đừng nói nữa. Họ ra tới rồi kia. Thịnh gật đầu ra vẻ hiểu ý của Nguyên. Khi hướng cùng hai người phụ nữ ra đến bên bàn, Thịnh đứng lên, anh lịch sự kéo ghế và nhỏ nhẹ nói. Ờ, tôi, tôi mời Thiên Hương ngồi. Cử chỉ ga lăng đầy điệu đà đã gây cho Thiên Hương một mối thiện cảm ngay trong cái nhìn đầu tiên. Mỉm cười với Thịnh, cô kéo nhẹ tà áo và yếu điệu ngồi xuống. Cảm ơn anh. Xoa hai tay vào nhau, hướng hồ hởi nói. Để tôi giới thiệu cho mọi người quen biết nhau đấy nhé. Chỉ vào từng người anh nói tiếp. Đây là Diễm Chi, bà chủ vũ trường này. Kế bên là Thiên Hương, ngôi sao ca nhạc kiêm người mẫu thời trang mà anh bạn tôi mến mộ ngay khi vừa trông thấy cô lần đầu tiên. À còn đây, hai người bạn của tôi, một người là Nguyên, à, bác sĩ và Thịnh, người đã ái mộ Thiên Hương đấy, và là một giám đốc trẻ tài hoa mới từ Mỹ trở về. Diễm Chi đúng là một phụ nữ lịch thiệp, cô bắt tay Thịnh rồi quay sang Nguyên với mục đích để cho Thịnh tự nhiên nói chuyện với Thiên Hương, vồn vã nói chuyện với Nguyên, cô bảo. Chẳng hay Nguyên làm việc ở bệnh viện nào à? Nguyên cười nhẹ đáp lời Diễm Chi. À, tôi chỉ làm một bệnh viện nhỏ thôi cô chị, diễm à. chi lắc đầu, nhỏ hay lớn thì đâu có thành vấn đề hả anh, chỉ cần nhìn anh là tôi cũng biết là một bác sĩ giỏi rồi. nguyên lắc đầu ra vẻ không đồng ý, chị đừng khen tôi như vậy, kiểu tôi lại cứ tưởng thật thì nguy, tôi nói thật lòng chứ không phải khen định anh đâu, tôi phải xin anh địa chỉ mới được, mai này có bệnh hoạn gì tôi nhất định phải đến nhờ anh, chỗ quen biết cũng mong anh tính giải hạ cho một chút. diễm chi vừa nói vừa cười, nguyên lắc đầu. Chị cần gì phải hỏi địa chỉ của tôi Chỉ cần gọi thằng này Nhất định nó sẽ lôi bằng được Cho tôi đến để lo cho chị Vừa nói Nguyên vừa chỉ tay vào hướng Anh gật đầu ngay Em cứ yên tâm Có chuyện gì phải cần đến bác sĩ Em cứ gọi cho anh Cam đoán với em là thằng Nguyên sẽ có mặt trong vòng 10 phút Diễm chi lườm hướng Anh nói nghe lớn lối nhỉ Bộ anh Nguyên ở không cho anh muốn gọi lúc nào cũng được hay sao Hướng vanh mặt Chứ sao Nó mà không làm ngay là anh xử nó liền Nguyên cười trêu hướng Tao chỉ sợ lúc đó mày không dám xử tao mà lại năn nỉ ôi rằng là Nguyên ơi, mày làm ơn giúp dùm tao, không có Diễm Chi giận tao thì khổ tao. <laughs> hướng đấm đùa vào vai bạn, cái thằng khỉ, ai đánh mà mày khai hết trơn hết trọi vậy, làm bẻ mánh của tao hết rồi. Nguyên quay sang Diễm Chi để nói tránh, đó chị thấy không, nó chỉ được cái miệng thôi, tôi không biết chị thương được cái thằng này ở cái điểm nào nữa. Diễm Chi nhìn hướng âu yếm, thì cũng nhờ cái miệng anh ấy mà tôi mới thương anh ấy đấy chứ hướng tròn tay qua vai của Diễm Chi, anh cười đắc thắng. Mày, 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 mày trêu tao nữa đi. Ghé vào Diễm Chi, anh làm bộ nói nhỏ nhưng thực ra là muốn nói cho Nguyên cùng nghe. Nó ghen với anh, vì em thương anh nên cố tình nói xấu anh đó. Mà kệ nó, em đừng thè, thèm để ý. Cả ba cùng bật cười. Cứ thế họ chụm nhau nói chuyện để mặc cho Thịnh trò tài tán tỉnh Thiên Hương. Trong khi đó, Thiên Hương và Thịnh cũng bắt chuyện với nhau thật nhanh chóng và họ đã tỏ ra thân thiết không ngờ thiên hương hỏi thịnh anh thịnh xa quê hương lâu chưa? ừ cũng trên 10 năm rồi hương ạ à. hương hỏi tiếp và bây giờ anh trở về có thấy bỡ ngỡ không ạ à? thịnh nhìn vào thiên hương chăm chú anh hỏi lại ý hương muốn hỏi vấn đề nào thiên hương giơ tay lên cô cua, cua nhẹ một phòng thì về mọi mặt như là phố xá cảnh vật sự con người không ngần ngừ thịnh trả lời ngay đương nhiên là rất bỡ ngỡ chứ hơn chục năm xa quê hương trở về đây tôi thấy cái gì cũng đổi mới phố xá thì sầm ướt, nhà cao tầng nhiều, con người năng động hơn và nhất là các cô gái ngày càng xinh đẹp và trong đó Thiên Hương là một chứng minh hùng hồn nhất đấy. Được thịnh khen một cách gián tiếp, Thiên Hương sướng mê trong bụng nhưng cô làm ra vẻ khiêm tốn. Anh Thịnh cứ nói thế, Hương đâu có đẹp là bao. Anh cứ ở đây một thời gian rồi sẽ thấy nhiều cô gái Sài Gòn bây giờ đẹp mê hồn luôn đấy chứ. Thịnh bật cười, anh nhìn Thiên Hương bằng một cái nhìn hơi có vẻ rõ ràng nhưng anh không hề có ý giấu giếm ánh mắt của mình. Thôi, đẹp cỡ thiên hương cũng đủ làm anh ngây ngất rồi. Đẹp mà tới nỗi mê hồn thì anh không dám làm quen đâu. Anh sợ lạc mất hồn vía rồi, không biết lỗi về thì nguy to. Thiên hương tỏ ra quan tâm tới thịnh. Anh thịnh về đây chơi được bao nhiêu lâu? Thịnh lắc đầu. Anh không có về chơi, mà anh về đây để làm việc. Hương tỏ ra hiểu biết. À, tức là anh học xong rồi. Bây giờ anh về mở công ty ở Việt Nam để làm ăn chứ gì? Thịnh lắc đầu. Gia đình anh làm gì có tiền để mời công ty Anh làm thuê thôi Hương hơi tỏ vẻ thất vọng Nhưng cô vẫn hỏi thêm Công ty thuê anh Thịnh vào làm thêm Thì cũng thuộc lại tầm cỡ chứ ạ à? Thịnh gật đầu Đúng rồi Công ty anh làm có chi nhánh nhà hầu hết các nơi trên thế giới ấy. Và hiện là một trong những công ty đứng hàng đầu về điện tử Riêng chi nhánh ở đây mới thành lập được 2 năm Nên chưa quen thuộc lắm với người tiêu dùng Có điều là chi nhánh này làm ăn rất hiệu quả Nên có lẽ anh sẽ ở đây khá lâu đấy Hương ngạc nhiên nhìn Thịnh Ủa chứ không phải anh về luôn hay sao Về luôn hay không là do anh thôi Nhưng trong lúc này thì anh còn muốn ở lại đây một thời gian khá lâu Vì mẹ anh già rồi Mà lại chỉ có anh là con trai Nên bà muốn anh ở nhà Hương tỏ ra không hiểu ý Thịnh Nên cô hỏi lại Sao anh Thịnh hay quá vậy Muốn ở lại là ở mà muốn đi là đi à Chứ sao anh có quốc tịch Mỹ mà Bây giờ anh là công dân Mỹ quốc Chứ đâu còn là công dân Việt nữa Lần này anh về đây chỉ là để công tác thôi khi nào hết hạn thì anh trở lại về bên đó để tiếp tục làm việc. Anh thịnh sướng thật, muốn gì được nấy. Vậy mai mốt anh có trở về bên đó nữa hay không? Ờ, chắc là có chứ, nhưng phải đợi ý của mẹ anh xem sao đã. Có điều ở đây anh cũng thấy thoải mái. Mức sống ở đây so với mức lương anh lãnh thì không ăn thua gì. Nên anh nghĩ có lẽ mình sẽ ở đây lâu đấy. Vậy nếu như anh cưới vợ thì người vợ của anh có được sang đó không? Thịnh nhìn thiên hương, anh đã lờ mờ đoán ra ý của cô muốn nói tới điều gì. Thịnh thấy thích thú thầm trong bụng, ý định của anh đã có thể thực hiện được rồi đây. Nhìn thiên hương với vẻ ngây thơ nhất trên đời, Thịnh gật đầu. Đương nhiên rồi, vì khi đó anh sẽ bảo lãnh cô ấy cùng sang bên đó với anh. Hương biết không, bên đó anh cũng có nhà cửa hẳn hoi, lại có công an việc làm, thu nhập khá cao so với mức sống bên đó. Anh chỉ còn tìm được một người hợp ý tâm đầu là anh không còn cần tới một việc gì nữa. Thiên hương trúng chím cười, mắt cô lúng liếng nhìn anh. Chuyện đó đâu có gì là khó, một người đủ điều kiện như anh thì em nghĩ chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích Chỉ cần anh ngỏ ý là sẽ tìm được ngay Thịnh lại lắc đầu Nói như thế chứ không dễ đâu Anh đã được giới thiệu với vài cô rồi Nhưng những cô ấy đều không hợp ý anh Cô thì trông xinh xắn đáng yêu Nhưng đầu óc lại rỗng tất Cứ như một con búp bê xinh đẹp mà người ta dùng để trưng trong tủ kiếng vậy Cô thì nhanh nhẹn hoạt bát Nhưng cách sống lại không phù hợp với anh Cứ thế nên mãi đến giờ này mà anh vẫn cứ một mình Thiên Hương nhìn Thịnh một thoáng Cô giỏi ý Tại anh kén quá chứ gì Anh đòi hỏi cao quá nên không có người đáp ứng được những yêu cầu đó của anh thôi Thịnh lại lắc đầu Không phải như thế đâu Anh không đòi hỏi gì đâu Anh chỉ muốn tìm một người khác sinh một chút Và có khả năng trong giao tiếp để có thể giúp anh trong công việc Nhưng cái chính thì vẫn là vấn đề tình cảm Anh nhận thấy là nếu không có tình cảm với nhau mà cứ lấy nhau Thì cuộc sống chung đó thật là một ngục tù em ạ Thiên Hương tình tứ nhìn Thịnh Vậy để em giới thiệu cho anh nhé Bảo đám anh sẽ không chế đâu. Thịnh gật đầu ngay, anh giở giọng tán tỉnh liền. Ok, em mà chịu ra tay giới thiệu là anh yên tâm rồi. Mà này, không cần phải tìm người xuất sắc đâu nha. Chỉ cần như em thôi là anh đã vừa ý lắm rồi. Thịnh vừa nói vừa nhìn Thiên Hương cười thật ngọt. Thiên Hương cũng cười lên thích chí. Cô nghĩ mình đã có cơ hội rồi đây. Chắc chắn là anh chàng Việt kiểu này thích cô mê tơi. Và Thiên Hương cũng thấy anh ta quá đủ điều kiện cho cô đạt tự ước mơ của mình. Cả hai cùng cười vui, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ của riêng mình, nhưng cả hai cùng có một điểm đồng nhất, đó là một trong mỗi ý nghĩ riêng đó họ cùng đang nghĩ về nhau. Buổi sáng Chủ nhật, Thịnh thức dậy khi ánh sáng ban mai đã lọt vào phòng, len lỏi qua chỗ anh nằm, choàng dậy, Thịnh nhanh chóng làm vài động tác thể dục cho giãn xương cốt, rồi cùng với tác phong nhanh nhẹn như vậy, anh vào phòng tắm và làm vệ sinh thật nhanh. Bước chân xuống nhà, Thịnh đã có một gương mặt thật tươi tắn chuẩn bị bắt đầu cho một ngày vui chơi thoải mái cùng bạn bè. Vừa đặt chân xuống phòng khách, Thịnh đã thấy bà Ngọc, mẹ anh, đang ngồi như chờ đợi một điều gì. Vừa trông thấy Thịnh, không đợi cho anh kịp lên tiếng, bà Ngọc đã hỏi ngay. Hôm nay con cũng đi làm hay sao? Thịnh lắc đầu. Hôm nay Chủ nhật mà mẹ, con đâu có đi làm. Bà Ngọc gật đầu ra vẻ hài lòng. Vậy thì tốt lắm, con đi đằng này với mẹ nhé. Thịnh ngạc nhiên nhìn mẹ. Đi đâu vậy mẹ? Đi đến nhà Bắc Trương. Hôm nay bác ấy mời cơm hai mẹ con mình. Thịnh nhíu mày suy nghĩ, thật là một chuyện bất ngờ với anh, vì từ mấy hôm nay anh có nghe mẹ anh nhắc đến việc thăm gia đình ông Trương đâu. Thịnh biết rằng gia đình ông Trương là chỗ thân thiết với cha mẹ anh, trước đây hai nhà ở cạnh nhau, vì thế anh cũng không lạ lẫm gì với ông bà Trương. Anh em Thịnh lại còn chơi thân với những đứa con của ông bà Trương nữa. Và trong suốt thời gian du học, anh cũng thi thoảng viết thư về cho Vân Dung, con gái của bà Trương và Thịnh cũng biết là cha mẹ anh cũng đã giao hẹn với nhau về cuộc hôn nhân giữa anh và Vân Dung. Trước đây Thịnh im lặng không có ý kiến vì anh nghĩ đó cũng còn lâu mới thực hiện bao giờ đến hãng hay. Ngoài ra Vân Dung cũng là một cô gái giỏi giang, thông minh, lại xinh đẹp dịu dàng. Thêm một điều nữa là anh với Vân Dung đã từng thân thiết với nhau từ những ngày còn thơ nên Thịnh nghĩ có một người vợ như thế cũng là một điều thành công trong cuộc đời anh. Trong suốt từ những năm xa nhà, thịnh cũng có một vài mối tình nhưng tất cả chỉ là qua đường qua đêm chứ không để lại nơi anh niềm tiếc nuối hay ân hận gì khi quyết định trở về nhà có lúc anh cũng nghĩ tới chuyện cưới một cô vợ và ổn định cuộc sống của mình và vân dung là người mà anh nghĩ đến đầu tiên thế nhưng thịnh không ngờ dự tính của anh đã thay đổi vì một điều anh chưa hề nghĩ đến nhưng anh đã vì chuyện đó mà quên đi vân dung mất rồi giờ đây nghe mẹ nhắc đến ông bà trương thịnh mới sực nhớ lại hôm nay thịnh đã có kế hoạch cho suốt cả một ngày của mình anh đã hẹn với thiên hương và cô ta cũng bám riết lấy anh với nhan sắc tuyệt vời đó với sự thành công của thiên hương thịnh đã đón nhận biết bao là sự ngưỡng mộ dành cho anh vì sự yêu ái của thiên hương với anh nhưng cạnh đó anh cũng nhận biết bao nhiêu là sự ghen tức khi anh sánh vai cùng thiên hương tất cả những điều đó đã khơi dậy nơi thịnh lòng hãnh diện và anh thấy thiên hương thật xứng đáng với mình rồi ngày qua ngày anh lại thấy trời sinh ra thiên hương và anh là để cho cả hai có nhau để tạo thành một cặp thật xứng đôi và như thế anh đã quên đi tình cảm mong manh ngày nào thịnh nhìn mẹ anh bối rối hỏi bà hôm nay con không đi được đâu để hôm khác có được không mẹ bà ngọc tỏ ý không bằng lòng hôm nay chú nhật con không phải đi làm tại sao lại không đi được mẹ đã nhận lời mời của bác trương rồi làm sao mà từ chối được nữa hả thịnh nhăn nhó sao mẹ không nói trước với con để con sắp xếp công việc của mình mẹ nói thình lình như thế nên làm sao con đi được bà ngọc ngỡ ngàng nhìn con tại sao con lại có thái độ như thế nhỉ có phải là nó không bằng lòng với sự sắp đặt của mình chắc có phải là nó đã lớn rồi nên không còn nghe theo lời bà như những ngày tháng xưa cũ nữa bà ngọc chợt buồn chỉ một cử chỉ chống đối nho nhỏ của con trai bà đã thấy thịnh không còn là một đứa con ngoan ngoãn luôn biết vâng lời bà ngày xưa nữa rồi thịnh đi học rồi đi làm bao nhiêu năm trời nay anh đã trưởng thành và có cuộc sống độc lập đã thoát ra khỏi sự bao bọc của mẹ, nhưng bà Ngọc không nhìn thấy điều đó. Trong lòng bà Ngọc, Thịnh luôn là đứa con bé nhỏ như ngày nào anh một mình cô đơn giữa phi trường khi anh lên đường đi du học. Bà Ngọc đã không được chứng kiến từng ngày, từng ngày lớn lên, từng ngày trưởng thành. Đối với bà, Thịnh vẫn là một cậu con trai có sự bao bọc, chở che của cha mẹ. Vì thế, trong một thời gian quá ngắn, từ khi Thịnh trở về đến nay, bà không chấp nhận ngay được sự độc lập vững vàng của anh mà cứ ngỡ là bà vẫn cứ phải quan tâm chăm sóc cho anh như ngày nào. Hôm nay, Thịnh mới chỉ nhẹ nhàng phản đối như vậy, bà đã cảm thấy như mình đang bị mất mát một điều gì đó, và điều đó làm cho bà rất buồn. Nhưng bà Ngọc đã cố kìm nén nỗi buồn đó, bà ôn tồn nói. Mấy hôm nay con phải muộn quá, mẹ không có thời giờ để nói với con. Mãi tới sáng hôm nay con đi muộn, mẹ mới gặp được con đấy. Và lại mẹ nghĩ ngày Chủ nhật thì con không phải đi làm, cho nên có điều gì làm con bận rộn mà không đến được đâu Lúc nãy con cũng nói với mẹ là con không phải đi làm cơ mà Thịnh ân hận nhìn mẹ Anh đã không biết kìm nén sự nóng này của mình mất rồi Ngồi cạnh xuống mẹ Anh choàng tay qua vai bà Ngọc và nhỏ nhẹ bảo Con xin lỗi Chỉ tại con nóng này làm mẹ buồn Nhưng hôm nay con lại có hẹn với bạn Để hôm khác có được không mẹ Bà Ngọc lắc đầu Đừng lần nữa nữa con ạ à. Con về cũng đã lâu Thế mà đã đến thăm nhà Bắc Trương được lần nào đâu Hôm nay mình đến thăm là đã quá muộn rồi đấy Những ngày con xa nhà Gia đình bác ấy đã rất tốt với mẹ Có chuyện gì bác ấy giúp mẹ ngay Lại thêm con bé Vân Dung cũng thường xuyên tới thăm mẹ Nhờ có nó mà mẹ cũng bớt buồn chán Mẹ nghĩ con không nên quá thở ơ con ạ à. Thịnh đành nhượng bộ bà Ngọc Sau khi nghe những lý lẽ bà vừa đưa ra Anh gật đầu Thôi được rồi con sẽ tới Nhưng mà để đến chiều có được không hả mẹ Bà Ngọc phân vân Ý là bác muốn mời cơm trưa cơ mà Lần này thì Thịnh không nhượng bộ nữa, anh cương quyết. Ăn trưa hay chiều thì có gì khác nhau đâu, buổi trưa con bận rồi, chiều con mới đến được. Mẹ nói lại với hai bác nhé." Bà Ngọc đành gật đầu. "Thôi được, mẹ sẽ gọi điện cho bác Trương để nói lại giờ giấc. Vậy chiều nay mấy giờ con sẽ về đưa mẹ đi?" Thịnh lắc đầu. "Mẹ tự đến đó có được không? Con sợ là về không kịp nên con sẽ đến thẳng nhà bác Trương luôn." Bà Ngọc có vẻ không hài lòng, nhưng bà cố nén để Thịnh chịu đến nhà ông Trương, bà tin là chỉ cần nhìn thấy Vân Dung thôi. Con trai sẽ đổi ý ngay lập tức, nó sẽ không còn thái độ thở ơ như thế này nữa, nghĩ thế nên bà nói Vậy cũng được, à, nhưng mà con nhớ đừng đến muộn đấy nhé, đừng để cho mẹ phải khó xử với gia đình bác ấy Thịnh gật đầu, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm Thôi, bây giờ con phải đi đây, muộn giờ của con rồi Thế con không ăn sáng à, mẹ đã làm điểm tâm cho con rồi đấy Không kịp đâu mẹ, để con đi gặp khách hàng rồi ăn sau cũng được nói xong không kịp để bà ngọc nói gì thêm thịnh chạy thật nhanh ra cửa anh vội vã phóng xe trên đường như thế này thì kế hoạch của anh trong hôm nay có một chút thay đổi mất rồi anh lại phải ra công dỗ dành thiên hương vì thịnh còn lạ gì cái tính nhõng nhẽo hay dỗi hờn của cô ấy nữa đúng như thịnh thầm đoán vừa đến nhà thiên hương thịnh nhìn thấy ngay được bộ mặt ỉu xỉu của cô anh cười nhận lỗi xin lỗi em anh vừa định đi thì bị mẹ gọi lại nói chuyện Biết là em đang đợi mà anh nóng ruột quá sức mà không biết làm sao được Hương cong môi Anh có nói thật không đây Chuyện gì mà mẹ anh lại phải nói gấp như thế Bộ đợi lúc khác không được hả Câu nói của Hương nghe thật chứng tai Thế mà Thịnh vẫn không lấy làm khó chịu Anh vẫn một mực nhẹ nhàng Làm gì có lúc nào nữa mà nói Buổi tối khi anh đưa em về xong Về đến nhà thì đã muộn quá rồi Khi đó thì mẹ anh đã đi ngủ Vì thế mà hôm nay mẹ phải thức sớm để đợi anh đó chứ Thôi nào chúng ta đã muộn rồi Mình đi kéo nắng Lời giải thích của Thịnh cũng làm cho Thiên Hương nguôi ngoai, vì cô biết là hiện giờ cô vẫn chưa là gì của Thịnh cả, tuy rằng anh cũng đang si mê cô, nhưng nếu cô làm căng quá sẽ dễ mất anh như chơi, vì với một chàng trai sáng giá như Thịnh, thiếu gì những cô gái xinh đẹp hơn cô sẵn sàng chấp nhận. Vì vậy mà bây giờ cô phải giấu hết nanh vuốt của mình cái đã, đợi khi nào nắm được cán rồi mới có thể bắt đầu điều khiển anh theo mọi ý kiến của mình. Nghĩ thế, Thiên Hương đứng lên theo đà tay kéo của Thịnh. Nhưng cô vẫn ngúng quẩy một chút Tại anh chứ tại ai mà nói Anh có biết là em đã đợi anh cả tiếng đồng hồ rồi hay không Thịnh cười thật ngọt Anh hôn thật nhanh lên môi cô Anh đã biết lỗi của anh rồi mà Bây giờ anh đền em nè Chúng mình đi ăn sáng rồi anh sẽ có quà đền cho em Đưa thiên hương vào một tiệm phở Ở đường Pasteur Thịnh hỏi Em ăn gì Hương núng nịu Bộ anh không biết thói quen của em à Thịnh gật đầu Đương nhiên là anh biết rồi, nhanh hỏi thế vì không biết em có muốn thay đổi gì không. Vẫy tay gọi người phục vụ thịnh gọi thức ăn cho hai người, anh chăm sóc Thiên Hương từng chút, quan nhỏ nhẹ như mèo, nên khi hai người ăn bữa xong thì nắng đã lên cao, thịnh đưa Thiên Hương vào một tiệm đồng hồ, anh bảo: "Mình vào đây một chút đã em." Thiên Hương ngạc nhiên hỏi thịnh: "Anh muốn mua đồng hồ à?" Thịnh gật đầu: "Anh tính mua tặng em một cái, em vào xem thích cái nào thì mua." Thiên Hương thích thú, ngắm từng chiếc đồng hồ trưng bày trong tủ kính. Chiếc nào cô cũng thấy đẹp, nên không biết lựa cái nào. Đi bên cạnh Thiên Hương, Thịnh chỉ tay vào một chiếc đồng hồ màu vàng. Em thử chiếc này xem có hợp với tay em không Hương. Hương gật đầu, Thịnh quay sang nói với người bán hàng. Cô lấy cho tôi coi chiếc này. Chiếc đồng hồ được lấy ra, Thịnh ướm vào tay Hương. Cổ tay cô trắng ngẩn và tròn lặn, càng đẹp thêm khi được trang trí bằng chiếc đồng hồ đắt tiền. Hương thích thú nhìn Thịnh đẹp quá anh ha. Thịnh hỏi lại Em có thích không? Hương gật đầu Thích lắm Vậy thì mình mua Hương ra vẻ ngần ngại Nhưng mà cái này đắt lắm anh ạ à. Thịnh lắc đầu Không bao nhiêu đâu Em thích là được Quay sang người bán hàng anh nói tiếp Cô tính tiền đi Trả tiền xong Thịnh đưa Hương ra xe Hương hỏi Tại sao tự nhiên anh lại tặng đồng hồ cho em Thịnh nhìn lại Hương Tại sao lại tự nhiên Tặng quà cho em là một nghĩa vụ anh phải làm mà nhưng mà tại sao lại là đồng hồ mà không phải là thứ khác ạ? À? Tại vì anh thấy em không đeo đồng hồ nên mới tặng em. Bọn em không thích hả? Hương ngả đầu vào vai Thịnh. Thế chứ sao không thích? Anh tặng em muốn gì em cũng thích cả. Bây giờ mình đi chơi hả anh? Thịnh đề nghị. Mình đừng đi xa nữa em ạ. À. Anh sợ về không kịp. Hương ngạc nhiên. Sao vậy? Hôm nay Chủ nhật anh đi đâu? Anh đi đâu à? Nhưng mà chiều nay anh phải về để đi với mẹ anh. Thế có chuyện gì cần lắm hả anh? Chỉ là chuyện dùng cơm thôi, nhưng mà anh đã hẹn với mẹ rất nhiều lần rồi. Hôm nay nhất định mẹ anh không cho anh hẹn nữa. Anh tính về Hương nè, chúng ta đi chơi gần đây thôi. Đến 4 giờ anh đưa em về nhà để em sửa soạn. Trong lúc đó anh sẽ chạy về nhà một chút. À, khoảng 7 giờ anh sẽ đến đưa em đi hát, chịu không? Thịnh sắp xếp hoàn hảo quá, khiến Hương không có cách nào để phản đối. Cô đành phải gật đầu. Cũng đành chịu thôi. Em làm sao bây giờ? Nhưng mà này, tại sao anh lại phải đến nhà đó dùng cơm? chắc là họ đã có con gái và đã chấm anh rồi chứ gì thịnh giật mình anh không ngờ thiên hương lại nhạy bén như vậy không được không thể để cho cô ấy biết được chuyện này kẻo không thì anh không có cách nào dỗ cô được anh tìm cách chống chế thì tại gia đình đó là bạn thân của ba mẹ anh từ xưa tới giờ trong thời gian anh đi du học xa à, họ giúp mẹ anh rất nhiều vì vậy mà hôm nay mẹ anh muốn anh đến nhà họ dùng cơm với mục đích là để cám ơn họ thôi chứ con gái con nuôi gì đâu mà em tưởng thiên hương trẻ môi <laughs> Anh nói vậy thì em biết vậy thôi chứ ai mà biết mà ăn cỗ Nhưng mà em nói cho mà biết Nếu mà anh có ý định bắt cá hai tay là em bỏ anh liền đó nha Thịnh nhăn mặt Em nghĩ đi đâu vậy? Cái gì mà bắt cá hai tay? Bộ ông coi anh tồi tệ như vậy sao? Thấy thịnh có vẻ giận, hương vội làm hòa Thôi mà, em có nghĩ gì đâu Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi à, Cho em xin lỗi, mau cho xe chạy đi Mình tới đầm sen chơi cho gần đi anh Thịnh quay sang, anh cũng đầu vào chán của Thiên Hương. Em đó, lần sau mà nói lăng nhăng như vậy nữa là anh đánh đòn nữa nha. Thịnh cho xe phóng nhanh. Thiên Hương ngả hẳn vào vai Thịnh. Cô thấy mục đích mình muốn đã gần đạt được. Cô tự khen thầm trong lòng. Trồm lên, anh cũng nghiêng đầu xuống, cười nhẹ với cô. Lòng rộn rã, niềm vui. Đưa Thiên Hương về đến nhà, Thịnh giơ tay xem đồng hồ. Thấy đã gần 5 giờ, anh vội quay xe phóng về nhà Nguyên đang ngồi trong nhà, Nguyên giật mình khi nghe tiếng chung cửa reo ẩm ĩ. Anh vừa bước xuống đến bực thềm thì chị bếp đã chạy ra từ nhà sau, trông thấy Nguyên định đi ra cổng, chị vội nói. Cậu, cậu hai, để, để, tôi mở cửa cho. Đứng lại nhưng Nguyên vẫn ngóng nhìn ra cổng, anh thấy chị hai mở rộng hai cánh cổng rồi một chiếc xe hơi chạy vô. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Nguyên đã nhận ngay ra xe của Thịnh. Ngạc nhiên là Thịnh đã xuất hiện ở đây giờ này, Nguyên đứng yên trong bực thềm đợi bạn vào vừa vào đến nơi không để Trung Nguyên kịp hỏi Thịnh đã hối cậu vào thay quần áo đi giờ đi đây với mình một chút vẫn đứng nguyên tại chỗ Nguyên hỏi lại đi đâu Thịnh nóng này đi đâu cậu không cần biết chỉ biết là tôi cần cậu giúp đỡ nhanh lên vẫn không nhúc nhích Nguyên thản nhiên hỏi lại nhưng mà đi đâu mới được chứ cậu mà không nói thì tôi không đi đâu biết là không lay like, chuyển được Nguyên Thịnh đành thở ra thôi được tôi đành chịu thua cậu vào đây tôi nói cho nghe kéo tay nguyên vào nhà thịnh ngồi xuống chiếc ghế dài kéo nguyên ngồi cùng theo như đang ở nhà của mình nguyên quay vào trong gọi to chị hai ơi ờ, cho tôi ờ, mấy ly nước đi thịnh gạt đi thôi nước non gì tôi kể cho cậu nghe rồi cậu đi với tôi một chút ở chuyện là vậy hôm nay mẹ tôi bắt tôi phải đến nhà một người bạn của ông bà ừ, để để ăn cơm nhưng mà tối nay thiên hương lại có sâu diễn tôi phải đi với cô ấy vì vậy mà tôi phải nhờ cậu đi với tôi một lát nữa mình kiếm cớ chuẩn trước Chứ để các cụ nói chuyện thì chắc là phải tức khuya mới xong Nguyên nghi ngờ nhìn Thịnh Cậu nói hết sự chứ gì Còn lý do nào nữa không Thịnh trọt dã với câu hỏi của Nguyên Anh hỏi lại Cậu hỏi vậy nghĩa là sao Nguyên ung dung đáp Tôi không tin chỉ đơn giản là ăn cơm Mà cậu phải cầu cứu tôi giúp đỡ Chắc chắn là còn một nguyên nhân nào nữa đây Biết là không thể giấu được Nguyên Thịnh đành phải nói thật Nhưng anh vẫn lắc đầu Thật là không có giấu giếm được cậu chỉ tại ông bái có một cô con gái Ngày trước ba tôi đã hẹn là cưới Vân Dung cho tôi Vì bây giờ mẹ tôi muốn giữ lời Nên bắt tôi phải đi xem mắt này. Nguyên bật cười Có thế chứ, không lẽ tự nhiên mà cậu đã đến bắt tôi đi Nhưng mà này, tôi đến với mục đích gì chứ Thì cứ đi rồi tỉ cỡ ứng biến Chứ nếu không có cậu Thì tôi lý lấy lý do đâu mà chuồn bây giờ Bây giờ tối là tôi phải đưa thiên hương đi Mà tính thiên hương thì cậu biết rồi đó Không đúng giờ thì cậu ấy giận dỗi ai mà dỗ được Nguyên đành Nhìn Thịnh chăm chú anh tò mò hỏi Này Thịnh, bộ cậu định gắn bó với Thiên Hương thật đó hả? Thịnh gật đầu Chứ sao, bộ cậu tưởng tôi dẫn chơi hay sao vậy? Chứ còn gì nữa Hồi đầu cậu nói là chinh phục cô ấy cho bỏ ghét mà Nhưng mà cô ấy thật tình với tôi Cái tình cảm ấy làm tôi cảm động Dần dần tôi thấy mình cũng yêu cô ấy mất rồi Với lại cô ấy cũng cũng cho tôi rồi trầm ngâm một chút Nguyên nói Thế à? Thế thì cô ấy yêu cậu thật Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ kiểu giữa ân hận đó. Đây là chuyện quan trọng cả một đời. Chứ không phải thường đâu nhé. Thịnh gạt đi. Tôi biết phải làm sao. Chuyện đó cậu khỏi lo. Bây giờ cậu mo vào tay quần áo rồi đi với tôi một chút. Nguyên thở hát ra, anh đứng lên. Chà, chuyện này tôi cũng không biết sao đây. Thôi cũng vì cậu mà tôi đành phải liều một phen. Khi Thịnh cùng Nguyên đến nhà ông bà Trương thì mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây cùng thịnh đi vào nhà nguyên nhận ra bà ngọc đang ngồi với hai ông bà cùng tầm tuổi với bà và một cô con gái anh đoán ngay là tên vân dung mà thịnh vừa giới thiệu hồi nãy mọi người trong nhà đều ngạc nhiên khi thấy ngoài thịnh còn có thêm một chàng trai nữa vì thế chào hỏi xong thịnh vội giới thiệu đây là bác trương và bác gái còn đây chắc là vân dung phải không ạ à? ông trương vui vẻ cười lâu quá giờ nên cháu quên mất em dung rồi phải không thịnh lắc đầu không ạ à? cháu vẫn nhớ đến vân dung đấy chứ chỉ có điều là vân dung lớn lên xinh đẹp quá khiến cháu suýt nữa thì nhận không ra chỉ tay vào nguyên ông trương hỏi thế còn thịnh đáp vội dạ đây là nguyên bạn cháu chúng cháu cùng đi công việc về tới đây cháu rủ nó vào đây luôn ạ ngồi đối diện với cô gái nguyên có ngay mà nhận xét là cô gái này lớn hơn thiên hương khoảng vài tuổi nhưng anh có ngay thiện cảm với cô vì tuy không đẹp bằng cách rực rỡ như thiên hương nhưng vân dung có một nét gì đó rất cuốn hút đang nghĩ vẩn vơ nguyên giật mình vì cái đập khá mạnh của thịnh vào tay anh này cậu làm gì mà ngẩn ngơ như người mất hồn vậy nguyên hơi ngượng vì ánh mắt của mọi người trong căn phòng khách này đều chú ý vào anh anh gượng cười Đầu có tại tôi đang ngắm bức tranh kia nên không để ý đâu chứ cậu muốn nói gì với tôi à cậu ở đây ăn cơm với gia đình bác trương luôn nhé thế còn cậu thịnh nháy mắt với nguyên một cái thì tôi cũng ngăn nhưng sau đó thì tôi phải ra phi trường đón ông chủ từ mỹ qua cậu ở chơi một lát rồi đưa bà cụ tôi về dùm Nguyên ngần ngại Hay là để tôi về Khi nào bác muốn thì tôi tới đón chứ Tôi có quen biết gì với gia đình hai bác ở đây đâu Ngại lắm Hai anh chàng cứ dù gì to nhỏ Khiến ông Trương ngạc nhiên Ông hỏi Hai cháu có chuyện gì khó nghĩ thế Có thể cho bác biết được không Nguyên chưa nói thì Thịnh đã lên tiếng Bạn cháu đang đòi về đấy bác ạ Nó ngại không dám ở lại dùng cơm cùng gia đình Ông Trương vui vẻ Ồ oh, cậu đừng có khách sáo Chúng tôi coi cháu Thịnh đây như người nhà Vậy thì cậu không phải ngại ngùng gì cả ở lại dùng cơm với chúng tôi cho vui. Nguyên e rè thật tình là cháu không dám phiền hai bác ạ, à. chỉ tại cháu có việc phải đi cùng Thịnh nên. Nguyên còn đang ngập ngừng thì ông Trương lại lên tiếng. Cậu có ở lại thì cũng chỉ thêm bát thêm đũa, chứ có làm phiền gì chúng tôi đâu. Nào, chúng tôi có phải vất vả phả làm thêm món gì đâu mà 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 cậu ngại, thôi cũng khá muộn rồi, mời chị và hai cháu chúng ta sang phòng ăn đi thôi ạ. À. Ông Trương nói xong, ông vừa đứng lên định dỡ bước đi thì tiếng chuông điện thoại trong túi thịnh gieo vang. Ông dừng lại nhìn anh. Cháu hô cứ nghe điện đi. Dạ vâng, cháu hô cháu xin lỗi bác, cháu nghe một lát ạ. Biết là Thiên Hương đã gọi cho mình đúng như kế hoạch đã vạch sẵn. Thịnh lẽ phép xin ông bà Trương rồi nhanh chân đi ra phía ngoài cửa. Anh gật đầu lưu lịa rồi nhanh chóng cúp máy. Trở vào nhà anh nói với vẻ ân hận. Ôi, cháu thành thật xin lỗi hai bác và phân dung quá. Cháu lại có việc phải đi ngay bây giờ chứ. Với vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ông Trương Nhưng ông vẫn lịch thiệp lên tiếng Không sao, cháu có việc thì cứ đi đi cho xong đã Không bữa cơm này thì còn bữa khác lo gì Bà Ngọc tỏ ý không hài lòng một cách rõ ràng Bà nói với Thị Việc gì mà gấp vậy Ở ăn cơm với hai bác và Vân Dung rồi đi không được hay sao Thịnh lắc đầu Không kịp đâu mẹ Con phải ra phi trường gấp bây giờ Ông sếp của con sang tới nơi rồi Nếu như không đón ông ấy làm sao đến khách sạn được Bà Ngọc còn định nói một điều gì đó thì ông Trương đã chen vào. Cháu Thịnh bận thì để cháu nó đi kiểu trễ. Chuyện cơm nước thì lúc nào cũng được, ngày tháng còn dài mà chị. Quay sang thịnh ông tiếp, cháu bận thì cứ đi đi cháu. Được lời ông Trương thịnh mừng quá, anh không dám chần chừ sợ mẹ mình lại có ý thì mất công. Anh vội nói, vậy cháu xin phép hai bác ạ. À? Anh về nha Dung, bữa khác anh sẽ đến gặp em nha. Nguyên này, nhờ cậu lát nữa đưa mẹ tôi về dùng. Miệng nói chân bước, vì thế câu nói vừa dứt thì chân thịnh đã bước ra tới cửa. Thịnh đi khỏi, không khí trong phòng trầm hẳn xuống, mọi người nhìn nhau mà không biết phải nói gì. Cuối cùng người lên tiếng trước là bà Ngọc, với vẻ buồn bà nói với ông Trương. Thật là không phải với anh chị và cháu Dung, tôi thay mặt cháu không? Bà Ngọc chưa nói hết câu, ông Trương đã ngắt nhở. Chị đừng nói thế, chúng tôi hiểu mà, bọn trẻ chúng lo công việc là tốt, từ từ giờ nói chuyện cũng được. Bây giờ chúng ta vào dùng cơm đi. Ông Trương quay lưng đi vào trong, bà Trương nắm tay bà Ngọc. Mình vào đi chị. Hai bà cùng nói gót theo ông Trương, còn lại Nguyên và Vân Dung, cô quay sang nói với anh. Ờ, à, mời anh. Nguyên lặng lặng đi theo Dung, trong lòng anh thấy giận thịnh quá đỗi. Nếu như không thể tới được, thì sao hắn ta không từ chối hẳn, lại còn bày ra chuyện chớ trêu này, để giờ đây anh phải chịu trận thay. Nhìn gương mặt buồn của Vân Dung, Nguyên càng thấy thịnh đúng là một người vô tình vô nghĩa, Thiên Hương thật không xứng đáng một chút nào. Thế mà hắn ta lại làm cho mấy người phải rơi vào tình trạng khó xử này. Bữa ăn diễn ra trong lặng lẽ, Nguyên tìm cách khơi dậy một không khí vui vẻ hơn. Anh bắt chuyện với Dung. Dung còn đi học hay đã đi làm rồi? Anh, anh thử đoán xem. Nhìn Văn Dung bằng ánh mắt thẳng thắn, Nguyên nói. Nếu hồi là Dung còn đi học thì Dung hơi chứng chạc so với tuổi sinh viên. Nhưng nếu Dung đã đi làm thì Dung lại quá trẻ. Nguyên cười nhẹ vì vậy mà anh chịu thua không thể nào đoán nổi. Vân Dung cũng cười, tuy đang buồn nhưng thái độ tế nhị của Nguyên cũng làm cô vơi đi đôi chút, nghiêng nghiêng mái tóc cô nói. Nếu nói là Dung đi làm thì không sai một chút nào cả, nhưng nếu nói là Dung còn đi học thì cũng đúng, bởi vì Dung vẫn còn đang học thêm nữa đó. Nguyên nhìn Vân Dung bằng ánh mắt thán phục. Vân Dung giỏi vậy à? Vừa đi làm vừa đi học. Vậy chứ Dung tốt nghiệp năm nào và đang làm việc ở đâu? Vân Dung hóm hỉnh mỉm cười. Dung có thể coi đây là một cuộc phỏng vấn bỏ túi không nhỉ? Nguyên cũng bật cười nho nhỏ. Dung coi như thế nào cũng được, mà Dung có thể coi đây là sự quan tâm của một người bạn đối với Dung cũng được. Dung cúi đầu cô buồn bã. Thế ra Dung cũng đã được anh coi là bạn hay sao? Nguyên ngẩn người ra, anh không ngờ Vân Dung lại nói với anh như thế. Nhưng rồi thật nhanh, Nguyên hiểu ra là vì Vân Dung đang mang nặng nỗi buồn do thái độ quá đáng của Thịnh gây ra, anh xót xa nhìn cô. Ờ Dung đừng nói thế, anh thật lòng quý Dung mà. Vân Dung cay đắng, Dung mà cũng được cái diễm phúc đó sao Sao Vân Dung lại nói như thế Anh không thấy sao Ngay cả anh Thịnh là bạn thời thơ hấu của Dung Lại thêm hai gia đình thân thiết với nhau như vậy Thế mà anh ấy còn muốn, Không còn muốn giữ tình cảm tốt đẹp Ngày nào với Dung Trong khi anh chỉ mới biết Dung qua một vài tiếng đồng hồ Liệu Dung có thể tin vào tình cảm đó được hay không Nguyên sững sờ nhìn Dung Anh không ngờ cô thông minh và nhạy cảm đến như vậy Chỉ với một hành động như thế của Thịnh Cô đã đoán được tình cảm hắn ta dành cho mình một cô gái thật sâu sắc và dễ thương như thế này, vậy mà Thịnh lại coi nhẹ cô, chỉ biết đến thiên hương mà thôi, thật là một sai lầm to lớn của Thịnh. Nhưng Thịnh đã chọn, nguyên biết chẳng có người nào có thể làm cho hắn ta đổi ý được đâu, chỉ tội nghiệp cho Vân Dung, bao ước mơ của cô đã tan biến mất rồi. Thật đột ngột, Nguyên nắm nhẹ bàn tay Dung để trên bàn. Dung đừng hiểu lầm về Thịnh như vậy, chỉ là nó bận việc thôi mà. Lời Nguyên bảo chữa cho Thịnh thật ngây ngô, Dung lắc đầu anh đừng bênh vực cho anh thịnh nữa dung nghĩ là anh hiểu rõ mọi chuyện của anh thịnh mà thế dung đã biết được những gì về thịnh một câu hỏi ngây thơ vừa được nguyên thốt ra để đến khi cậu nói buột ra khỏi miệng rồi anh mới giật mình cho sự ngu ngốc của mình với một cô gái thông minh như vân dung anh hỏi như thế có khác gì tự khai với cô thịnh có những điều đang giấu dung cười thật ra thì dung không biết gì về anh thịnh hết dung chỉ ngờ ngợ về việc làm hồi nãy của anh ấy nhưng chính câu nói vừa rồi của anh đã nói cho dung biết đó biết là không thể dối gạt vân dung được nhưng cũng không thể nào nói sự thật cho cô biết nguyên đành cười trừ anh nói lảng sang chuyện khác dung chưa nói cho anh biết là dung đang làm việc ở đâu đấy nhé à, dung làm ở công ty dược phẩm vậy dung là học dược à nhưng sao đã đi làm rồi mà dung lại còn học gì nữa dung học thêm ngoại ngữ và vi tính thôi ạ à? nguyên nhìn vân dung với vẻ thán phục công nhận là dung chăm chỉ thật chứ còn anh ngoài giờ đi làm về anh chỉ thích giải trí thôi anh nguyên cũng làm cùng nghề với anh thịnh hả nguyên lắc đầu không anh không có khiếu về kinh doanh như nó anh học y cũng đang làm việc trong một bệnh viện của thành phố này một tia thích thú lướt qua mắt của vân dung vậy là nghề nghiệp của anh nguyên cũng gần giống với vân dung đó tất cả cũng là để phục vụ cho bệnh nhân phải không nguyên và vân dung cùng cười vui vẻ những người lớn đang chuyện trò bên kia cũng ngừng cuộc nói chuyện của mình để nhìn sang ông trương cười hỏi con gái con nói chuyện gì với cậu nguyên mà vui thế con dung cười với cha cũng chỉ nói chuyện bình thường thôi bà mà ba biết không anh nguyên là một bác sĩ đó ạ à? hèn chi mà con gái ba vui vậy quay sang bà ngọc ông nói chị biết không hễ cứ nói chuyện tới y học là con gái tôi thích lắm có thể nói suốt ngày rất không dứt đâu vân dung đỏ mặt cô trách ông trương bà có cần phải nói xấu con như vậy không ông trương cười lớn vậy mà là nói xấu à nếu vậy thì tất cả mọi người nhận xét về người khác trên thế gian này không có gì là tốt cả con gái ạ. À? Bà Ngọc để lộ ra nét buồn. Thằng Thịnh nhà tôi thật là không tốt một tí nào. Chỉ biết chúi đầu vào công việc, rồi biết sẽ ra sao đây chứ. Bà Trương nắm tay bà Ngọc nhẹ nhẹ bảo. Đàn ông con trai thì phải coi trọng sự nghiệp chứ chị. Cháu Thịnh còn trẻ, biết lao mình vào công việc như thế là tốt. Còn những chuyện khác cứ từ từ mà tính, chị đừng quá lo, không nên đâu ạ. Chị nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ sợ anh chị giận cháu nó và Vân Dung buồn thì tôi thật là ái náy đó. Chị lo xa quá rồi, chúng tôi nào có nghĩ gì đâu. Bà Ngọc đứng lên. Giờ cũng muộn rồi, xin phép anh chị tôi về. Nguyên cũng vội đứng lên. Ờ, để cháu đưa bác về, cháu xin phép hai bác cháu về ạ. Bà Ngọc ngần ngại nói với Nguyên. Cháu có bận việc gì thì cứ lo việc của mình đi, bác gọi taxi về cũng được, không phiền đến công việc của cháu đâu. Nguyên lắc đầu. Cháu cũng không có công việc gì đâu ạ cũng thuận đường để cháu đưa bác về luôn chứ có phiền gì đâu bác. Vậy thì nhờ cháu. Bà Ngọc và Nguyên ra về, gia đình ông Trương hiếu khách tiễn hai người ra đến xe của Nguyên. Trước khi mở cửa, anh còn quay lại nói với Vân Dung. Anh về ngang Dung, hy vọng còn gặp lại em. Dung mỉm cười. Anh có thể đến đây chơi mà, cửa nhà Dung lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng để đón anh. Nắm tay Vân Dung, Nguyên lắc nhẹ. Cảm ơn em, Vân Dung, nhất định anh sẽ đến trên đường về nguyên làm như tập trung vào việc lái xe để không bắt chuyện với bà ngọc bà ngọc cũng làm thinh nhưng không để ý đến chuyện gì khiến nguyên mừng thầm trong lòng vì nếu như bà ngọc có gợi lên hỏi chắc chắn anh không thể giấu bà được một điều gì quãng đường càng được rút ngắn lại nguyên càng mừng vì tưởng đâu đã yên thân vì bà ngọc không cha gặng không ngờ mãi khi về đến cổng nhà bà không bước xuống xe mà quay sang hỏi anh cái cô mà thằng thịnh nhà bác đang quen đó là người như thế nào Nguyên tá hỏa vì câu hỏi của bà Ngọc. Anh sững người nhìn bà mà cứng họng không nói được câu nào. Bà Ngọc lặp lại. Cháu nói đi, cô gái đó là ai? Nguyên nú anh tìm cách chối tội cho Thịnh. À, có có cô gái nào đâu ạ? À? Cháu, 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 cháu không hiểu bác đang muốn nói thế ai? Bà Ngọc lắc đầu. Cháu đừng che giấu cho thằng Thịnh nhà bác nữa. Bác đã biết nó là quen với một cô gái, nhưng chỉ chưa biết được cô gái đó là ai thôi. Thái Nguyên ngồi im, bà lại tiếc. Bác biết cháu vì bạn bè mà không chịu nói cho bác nhưng mà như vậy không phải là giúp cho nó được cháu ạ à. nguyên nhận thấy bà ngọc thật nhạy bén chỉ ở nhà thôi mà đã đoán ngay được bao nhiêu chuyện của thịnh biết là có muốn giấu cũng không được nguyên đành phải tìm cách nói đỡ cho bạn ở cũng chỉ là chuyện dẫn chơi thôi bác thịnh nó không có tình ý gì với cô gái đó đâu bà ngọc lắc đầu thế là cháu nhầm rồi nếu chỉ là chuyện dẫn chơi thì thằng thịnh nhà bác không lụy như thế đâu ngay cả hôm nay đến nhà ông trương là một việc phải làm thế mà nó cũng tìm cớ thoái thác thì cháu cũng đủ hiểu là nó đã say mê cô gái đó mất rồi ngưng một chút bà lại tiếp lần này bà trầm hẳn giọng xuống buồn bã vân dung nó quen biết với thịnh đã 20 năm chúng nó thương nhau từ khi còn bé hai gia đình cũng rất thân thiết nên đã có ý định kết thông gia với nhau ngày thịnh đi du học vân dung tuy còn bé nhưng cũng đã hiểu chuyện ước hẹn nó đã thề với con trai bác là nhất định đợi thằng thịnh trở về mười năm nay nó một lòng một dạ chờ đợi không để ý đến các chàng trai chung quanh ngấp nghé nó còn thường xuyên đến thăm và lo lắng cho bác nữa cả bác và gia đình vân dung đều mong mỏi ngày nó trở về và hai gia đình đã thân lại càng thêm thân không ngờ đấy bà ngọc buông lửng câu nói bà thở ra một hơi dài não nuột khiến châu nguyên cũng ngay náy nhưng rồi anh cũng chỉ biết ngồi im chứ không biết nói gì để chấn an Chậm những giọt nước mắt vừa ứa ra hai bên khóe, bà Ngọc ngồi thẳng dậy, bà nghiêm nghị hỏi Nguyên. Hồi nãy cháu chưa nói thì bác biết cô gái đó là ai. Ngỡ là bà Ngọc than thở như thế rồi thôi, và bà đã quên đi chuyện của thiên hương. Không ngờ bà lại hỏi thêm lần nữa, khiến Nguyên biết mình không thể tránh né được rồi. Nguyên than thầm trong bụng, chuyến này thì chắc chắn là kẻ bán đứng bạn bè rồi, bởi vì thà không nói thì thôi, chứ đã nói thì anh không thể nào nói dối được. Thấy Nguyên còn ngần ngại, bà Ngọc thúc giục. Nào, nói thì cháu, mà không được che giấu cho thằng Thịnh đâu đấy nhé. Biết là không thể giấu được bà Ngọc, Nguyên đành khai thật, nhưng anh cũng đã cố gắng nói bớt đi một chút. Cháu nghĩ là bác đã hiểu lầm rồi ạ, chứ Thịnh nó không có mê cô ấy đâu, chỉ là chuyện tự ái thôi. Sao lại là chuyện tự ái? Bộ cô gái xích mít với thằng Thịnh à? Bà Ngọc ngạc nhiên kêu lên, Nguyên lắc đầu liền. Ờ không không, không phải đâu bác, chỉ tại vì cô gái này nó rất khó khăn, ờ không phải ai làm quen cũng được nghe nói về cô gái đó như thế nên thịnh quyết chinh phục cô ấy xem sao bà ngọc lắc đầu thế lúc đầu là chuyện dẫn chơi nhưng dần dần rồi thành thật đúng không nhưng mà cô ấy quen nó ở đâu Dạ trong phòng trà bác ạ à. sao trong phòng trà tại sao thằng thịnh lại quen với cô ta ở đó mà nó đến đó để làm gì còn cô ta sao con gái mà cũng vào phòng trà bà ngọc dồn dập hỏi một hơi nguyên gãi đầu anh đau khổ khai báo bạn cháu vào đó để giải trí cô ấy hát ở đó Thằng Hướng lại quen với bà chủ nên bọn cháu mới có cơ hội quen với cô ấy. Bà Ngọc lắc đầu thở ra chán trường. Bởi vậy mới nói, mấy đứa đi chơi thì cũng phải lựa chỗ mà chơi. Chứ đến mấy cái chỗ xô bồ như vậy, thế nào cuộc đời mình cũng bị ảnh hưởng. Bác thật là giàu dĩ, rồi đây không biết làm sao mà nói thằng Thịnh cho được. Cháu là bạn nó, cháu coi khuyên nó dùm bác với. Nguyên vội gật đầu. Vâng, cháu cháu biết rồi thưa bác, để cháu nói với nó coi sao. Mở cửa xe, bà Ngọc bước xuống, thôi bác không dám làm phiền cháu nữa cảm ơn cháu bác đừng nói vậy ạ uh, cháu cũng không đi chơi mà bác bấm chuông đi cháu đợi bác vào nhà bà Ngọc lắc đầu không cần đâu cháu cháu cứ đi đi nguyên lại chào bà Ngọc một lần nữa rồi anh mới phóng xe đi chạy được một quãng xa rồi vậy mà tâm trí nguyên còn vướng víu mãi câu chuyện vừa nói với bà Ngọc theo anh thì tình hình thịnh có vẻ khó khăn rồi vì bà Ngọc rất thích Vân Dung mà theo nhận xét của nguyên thì Vân Dung là một cô gái tốt rất sức đáng với thịnh cả về tư gia lẫn con người vậy mà anh thấy đúng như lời bà ngọc đã đoán thịnh có biểu hiện mê thiên hương rồi nếu như mà thịnh đưa người con gái đó về ra mắt thì bà ngọc sẽ phản ứng ra sao nguyên thấy nhức đầu khi nghĩ mãi về chuyện của thịnh thôi thì cứ mặc kệ nó đi nó đã tự tạo rắc rối cho mình nó phải biết cách giải quyết rắc rối đó anh chỉ là người bạn anh có thể làm gì để ngăn cản thịnh đây bà ngọc ngồi lọt thỏm trong lòng của chiếc ghế bành rộng chiếc ghế đã cũ được kê bên cửa sổ trong phòng khách trông có vẻ lạc lõng giữa những đồ đạc mới và đắt tiền dùng để trang trí trong phòng nhưng dù cho chiếc ghế này có cũ kỹ bao nhiêu dù cho nó đối chọi với tất cả những đồ vật khác bà ngọc vẫn cương quyết không chịu dẹp và chỗ của nó vẫn cứ kê ở kế bên cửa sổ mọi người không hiểu chuyện đều thấy làm lạ khi bà ngọc cứ khư khư giữ lại chiếc ghế cũ nhưng mọi người thân quen đều biết chiếc ghế đó là của ông ngọc Thỏ còn sinh thời ông rất thích và luôn luôn ngồi mỗi khi đi làm về bây giờ chiếc ghế ít khi được ngồi đến chỉ khi nào tâm trạng bà ngọc có điều gì không ổn bà mới ngồi vào đó trong thái độ hết sức trầm lặng mọi lo âu của bà xem ra cũng chỉ là vô ích thôi hôm nay thịnh đã cảm mến thiên hương đến tột độ và hai người đã có với nhau một đêm cực kỳ màn nồng mà không một ai biết được đêm nay chỉ là đêm bổ sông thôi còn thực ra thiên hương đã trao cho thịnh tự lâu rồi mặc dù không còn cái ngàn vàng nhưng đối với thịnh đó vẫn là một điều kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng cho thiên hương rồi thiên hương lại ban tặng cho mình giờ đây đối với thịnh thiên hương mới là cốt lõi của cuộc sống còn việc vân dung cốt theo đuổi anh hoặc lấy lòng mẹ anh đó là việc của cá nhân cô riêng nguyên chuyện này xảy ra cậu lại có phần mừng trong bụng bởi vì cậu có cơ hội để theo đuổi vân dung một người mà mới gặp lần đầu cậu đã cảm mến và suy nghĩ đầy những ước hẹn tương lai màu hồng đời quả thật theo tình tình chạy chạy tình thì tình theo